Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ tư, ngày 8 tháng 11 có những nội dung đáng chú ý. Đại biểu Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về sửa 3 thông tư gây khó cho cơ chế đặt hàng báo chí. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Ân Thi. Ngày hội đại đoàn kết khu dân cư Sài Phi, khu dân cư Lương Trụ. Nỗi đau từ ma túy. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên liên quan đến cơ chế đặt hàng cơ quan báo chí, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định trong quý 1 năm 2024 sẽ sửa đổi xong 3 thông tư này để gỡ khó về nguồn thu của các cơ quan báo chí. Kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, tôi xin có một câu hỏi gửi đến Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Chính phủ hiện đang thúc đẩy mạnh mẽ công tác truyền thông chính sách. Tuy nhiên, hiện nay cơ chế đặt hàng đang gặp khó khăn do định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí, đặc biệt là với phát thanh truyền hình theo thông tư 03 và thông tư 09 của Bộ Thông tin Truyền thông đang gây rất khó khăn cho các cơ quan báo chí. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông phải giải quyết vấn đề này, nhưng đến nay việc này vẫn chưa thực hiện được. Chúng tôi xin hỏi Bộ trưởng, khi nào thì hoàn thành sửa toàn diện các quy định điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với các cơ quan báo chí theo chỉ đạo của Thủ tướng? Và về lâu dài thì cần những chính sách đột phá gì để các cơ quan báo chí vừa làm tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách vừa đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân? Tôi xin phép trả lời câu hỏi của đại biểu Đỗ Chí Nghĩa. Trước đây thì báo chí thì nguồn thu gần như 100% là dựa trên quảng cáo, cho nên cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đặt hàng. Đến khi mà truyền thông xã hội, mạng xã hội tham gia thì đã lấy mất 70% nguồn thu của báo chí từ quảng cáo, chỉ còn 30%, giảm 3 lần. Lúc đấy thì các cơ quan báo chí mới thấy vấn đề đặt hàng lại trở thành quan trọng. Và khi bắt tay vào mà làm cái đặt hàng thì nó liên quan đến 3 cái thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành từ trước đấy, liên quan đến việc là định mức kinh tế kỹ thuật, thì mới thấy là làm là khó khăn. Chúng tôi thì đã nhận ra vấn đề này và cũng nhận cái trách nhiệm này là đã ban hành những cái thông tư mà đưa vào thực tế là khó thực hiện. Đích thân tôi thì cũng đã làm việc nhiều buổi với các cơ quan báo chí, làm việc với các đơn vị của Bộ và đã có hướng giải quyết, có hướng xử lý theo cái hướng ấy, tức là Bộ sẽ sửa 3 cái thông tư này theo cái hướng là ban hành cái hướng dẫn và để cho các cơ quan báo chí chủ động thực hiện cái việc là định mức kinh tế kỹ thuật. Ngoài ra ấy, thì cũng phải phối hợp với lại Bộ Tài chính để sửa một cái nghị định là nghị định 60 liên quan đến ban hành cái giá cụ thể theo cái hướng là giảm các cái thủ tục hành chính, các cái bước để đơn giản hóa. Sửa 3 cái thông tư Bộ Thông tin Truyền thông thì quý 1 2024 là chúng tôi sẽ xong. Đại biểu có nói đến cái việc là thế lâu dài thì căn cơ thì nên như thế nào? Thì căn cơ là phải thay đổi cơ cấu nguồn thu của báo chí, thay vì chỉ dựa trên quảng cáo thì phải thêm cái phần đặt hàng của các cơ quan chủ quản của xã hội. Cơ quan báo chí là cơ quan ngôn luận của cơ quan chủ quản, cho nên cơ quan chủ quản phải có trách nhiệm tạo điều kiện cho cơ quan báo chí hoạt động. Thứ hai là phát triển các cái sản phẩm chất lượng cao, mang tính phân tích, có thu phí. Đây cũng là một cái xu hướng lớn của thế giới. Và thứ ba là mạng xã hội thu đến 70% cái quảng cáo, nhưng lại sử dụng khá nhiều các sản phẩm báo chí vi phạm bản quyền báo chí. Cho nên trong cái sửa đổi thể chế sắp tới thì Bộ có đưa vào một cái quy định là các mạng xã hội khi sử dụng các sản phẩm báo chí là phải có thỏa thuận với cơ quan báo chí.
Sáng nay, huyện Ân Thi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo đến cử tri huyện Ân Thi về dự kiến các nội dung chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cử tri huyện Ân Thi có nhiều ý kiến về các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi trường, giao thông. Trong đó, cử tri các xã Hồng Quang, Hoàng Hoa Thám, Vân Du, Bãi Sậy kiến nghị về một số tuyến đường giao thông, một số cầu dân sinh, hệ thống kênh mương thủy lợi đã xuống cấp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cử tri xã Quảng Lãng đề nghị cơ quan có chức năng xem xét tiếp tục thu hồi những diện tích đất nông nghiệp sau khi giải phóng mặt bằng còn diện tích, nhỏ lẻ, manh mún, khó sản xuất. Cử tri xã Hoàng Hoa Thám đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm phê duyệt vị trí xây dựng nghĩa trang mới, phục vụ di chuyển mộ, phục vụ giải phóng mặt bằng đường Tân Phúc – Võng Phan. Cử tri xã Tiền Phong kiến nghị phải đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp thu, giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo đúng quy định. Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2023, hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Sáng nay, khu dân cư Lương Trụ, xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khu dân cư Lương Trụ có trên 430 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu. Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân nỗ lực phấn đấu đoàn kết thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp. Khu dân cư có 4 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thực hiện kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thanh niên trong độ tuổi chấp hành tốt luật nghĩa vụ quân sự, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân hàng năm. Tình hình an ninh trật tự trong khu dân cư được ổn định. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh, phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức phát động các hoạt động thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Ban Công tác Mặt trận tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức trong tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở khu dân cư, tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, duy trì mô hình khu dân cư 3.0, phát huy hiệu quả của hòm thư góp ý ở khu dân cư. Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã trao 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của khu dân cư. Khu dân cư Lương Trụ được nhận bằng khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Chiều nay, khu dân cư Sài Phi, phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội văn hóa quân dân. Dự ngày hội có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân trong khu dân cư luôn phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục mọi khó khăn, tích cực lao động sản xuất kinh doanh. Hiện nay, khu dân cư có trên 250 hộ hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ thương mại, chiếm 40% số hộ gia đình trong khu dân cư. Số hộ giàu và khá đạt trên 70%. Thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, nhân dân tích cực cải tạo, chỉnh trang cảnh quan khu dân cư xanh sạch đẹp, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên các tuyến đường khu dân cư. Cảnh quan khu dân cư luôn phong quang, xanh sạch đẹp, có hệ thống cống rãnh tiêu thoát nước, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94%, công tác khuyến học, khuyến tài, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, công tác an sinh xã hội được quan tâm. Các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, có nội dung phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tại ngày hội, đồng chí Bí thư Thị ủy Mỹ Hào, Trần Thị Thanh Thủy tặng hoa chúc mừng khu dân cư Sài Phi và trao 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của khu dân cư. Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho khu dân cư Sài Phi vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Ngày 7 tháng 11, Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, dự sinh hoạt Đảng tại chi bộ phố Nguyễn Trung Ngạn, thị trấn Ân Thi.
Chi bộ phố Nguyễn Trung Ngạn hiện có 102 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ đã kiểm điểm đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 11, thông tin tình hình thời sự nổi bật và các vấn đề của địa phương, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp ủy cấp trên. Trong tháng 10, chi bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, trọng tâm là làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quán triệt đảng viên gương mẫu tham gia các phong trào hoạt động của địa phương, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ, duy trì và thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, tuyên truyền thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Đảng viên trong chi bộ thảo luận thống nhất thông qua nghị quyết tháng 11. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ cháy, trong đó có 2 vụ cháy chợ chiếm 18%. Các vụ cháy chợ gây thiệt hại lớn về kinh tế. Để tăng cường kiến thức, kỹ năng về phòng chống cháy nổ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an thị xã Mỹ Hào tổ chức buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các tiểu thương tại Trung tâm Thương mại Đoàn Khanh và những hộ dân xung quanh. Tham gia buổi tuyên truyền có trên 50 tiểu thương đang kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Đoàn Khanh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào cùng các hộ xung quanh. Tại buổi tuyên truyền, ban quản lý chợ, các tiểu thương và người dân đã được thông tin về những nội quy phòng cháy tại chợ, quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, không tự ý cơi nới lều bạt ảnh hưởng đến hành lang an toàn phòng cháy chữa cháy, lối thoát nạn trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn, sắp xếp bố trí hàng hóa ngăn nắp theo đúng chủng loại, tuyệt đối không đốt nhang đèn vàng mã trong chợ. Tiếp đó, các tiểu thương được thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ ga, thực hành thoát nạn trong không gian hạn chế. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan tổ chức các đợt tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các khu dân cư, trường học trên địa bàn tỉnh. Ma túy, nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Ma túy phá tan hạnh phúc biết bao gia đình. Trong cơn mê, người nghiện sẵn sàng làm mọi thứ để thỏa cơn thèm thuốc. Khi tỉnh, lại ăn năn hối lỗi. Thế nhưng, hạnh phúc khi chính mình đánh rơi, dễ gì lấy lại được. Đó là nỗi đau, là sự dai dứt của nhiều học viên đang điều trị tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Lúc tỉnh, lúc mê, người thì ngây dại, người lại vẩn vơ cười một mình suốt ngày, người thì bồn chồn đi lại mãi không thôi. Những hình ảnh ám ảnh ấy được nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận tại phòng điều trị cho các học viên nghiện ma túy dẫn đến tâm thần tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Đau xót hơn nữa khi nơi đây lại có cả những cậu bé mới chỉ 13, 14 tuổi. Tuổi còn trẻ, nhưng cái giá của ma túy lại quá đắt. Hiện tại bây giờ cơ sở này có trường hợp nhỏ nhất là sinh 2010, 2009. Những trường hợp này là sử dụng ở ngoài, sử dụng thuốc lá điện tử với cả cần sa. Hiện tại nó rất nhiều loại ma túy, để nó tác hại, nó vô vàn tác hại, nó có thể gây rối loạn tâm thần. Đấy, với những người sử dụng 3-6 tháng là sẽ gây tình trạng là rối loạn tâm thần và sau này gây tình trạng loạn thần. Có những người vì ma túy mà sẽ mang di chứng về tâm thần suốt đời, đánh mất cả tương lai trước mắt. Rồi còn có cả những người đã vài lần ra vào nơi đây, thế nhưng chẳng thoát nổi cái bóng của ma túy. Đó cũng là câu chuyện của một học viên 36 tuổi quê ở huyện Ân Thi. Học viên này đã nghiện ma túy từ lúc hơn 20 tuổi. Hơn 10 năm nghiện ngập, học viên này đã vào đây lần thứ 3. Giờ đây, khi đã tỉnh táo, trách nhiệm của một người con trỗi dậy khiến nỗi ân hận lại càng dai dứt. Hiện tại đến bây giờ thì cái bổn phận làm con của mình vẫn chưa hoàn thành được. Nỗi hận nhất của đời là mình dính vào ma túy và làm khổ bố mẹ mình. Mình cũng nghiện từ lâu rồi và cũng nhà cũng tạo điều kiện cho đi cai cũng mấy lần rồi, nhưng mà về thì cũng chưa từ bỏ được. Thì nhiều khi vào trong này mình không còn lệ thuộc vào ma túy nữa thì nghĩ là cũng rất muốn là bỏ, nhưng khi ra ngoài xã hội thì nhiều khi cái sự lôi kéo hoặc là cái cám dỗ ở ngoài thì nó lại quá lớn so với mình nghĩ. Và trong cơ sở này cai, mình trở lại cái người bình thường thì nghĩ đến gia đình thì rất là thương. Đợt này về thì cũng rất là muốn bỏ, từ bỏ hẳn cái ma túy, mình không còn làm khổ với gia đình hoặc là đến bản thân của mình nữa. Còn đây là một học viên 40 tuổi, quê ở thị xã Mỹ Hào. Trước đây, anh cũng có một gia đình hạnh phúc, có một việc làm ổn định. Thế nhưng, ma túy đã khiến học viên này đánh mất hạnh phúc gia đình.
vợ chồng ly hôn, bản thân phải đi cai nghiện, để lại mẹ già và con nhỏ côi cút. Do gọi là vui chơi, gọi là bạn bè trước kia nó không có công việc, không hiểu biết về ma túy. Đến lúc vấp vào rồi thì hiểu biết thì nó cũng quá muộn vì đã dính vào ma túy thì đấy, trước khi lấy vợ thì chưa nghiện ngập gì, bây giờ dính vào ma túy thì biết rồi thì gia đình vợ con thì chia tay. Thì bây giờ quyết định đi cai thì mình còn một mẹ già, một con nhỏ thì mình sẽ cai cho bản thân trước nhất và để còn cuộc sống lao động nuôi mẹ và con. Giống như bao người khác, ai cũng có tình thương, tình người, đau xót người thân, đứt ruột đẻ mình ra, mình cũng chưa phụng dưỡng hay là mình lại đẻ con ra mà không nuôi được con, cứ lao vào ma túy. Mỗi lần nhìn thấy, nghĩ lại mà có vợ con chồng đầy đủ mà đứa con thì có bố thì lại không có mẹ, mà có mẹ thì lại không có bố. Mình cảm thấy nó cái bản thân mình nó rất là đau xót. Thế rồi lại còn có những học viên trong cơn say thuốc. Khi mất đi lý trí, họ đã thẳng tay hành hung cả người thân. Giống như một cơn bão lớn, mỗi khi ma túy quét qua gia đình nào đó đều để lại sự tang thương và đau khổ. Đáng báo động hơn nữa, khi hiện nay ma túy tổng hợp ngày càng đa dạng về chủng loại, giá thành rẻ, dễ cất giấu, dễ sử dụng. Vì thế, thường len lỏi vào học đường dưới những cái tên mỹ miều gây tò mò với các bạn trẻ. Nhiều người dùng ma túy đá với mục đích ban đầu chỉ để được thỏa mãn cho một khoảnh khắc hoặc để chứng tỏ đẳng cấp dân chơi, nhưng lại không biết nó có sức tàn phá sức khỏe nghiêm trọng và để lại nhiều hậu quả nguy hiểm. Dẫu biết cuộc chiến với ma túy chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng khi có sự chung tay của cả cộng đồng thì chắc chắn những nỗi đau do ma túy sẽ không còn ám ảnh cả gia đình và xã hội. Công ty cổ phần Bảo Hưng là chủ đầu tư khu đô thị Vaquarius nằm ở trung tâm đô thị Văn Giang vừa tổ chức lễ kick-off dự án với các hệ thống sàn giao dịch bất động sản và đại lý bán hàng với chủ đề Tiên phong chinh phục, khai mở phồn vinh. Buổi lễ thu hút hơn 600 nhân viên tư vấn và kinh doanh bất động sản đến từ các sàn giao dịch bất động sản là đối tác của công ty. Khu đô thị Vaquarius có diện tích 7,3 ha, cách trung tâm Hà Nội 15 km. Nằm ở vị trí vùng lõi của hàng loạt các khu đô thị lớn, quy mô hàng đầu cả nước, trung tâm kinh tế chính trị và thương mại, khu vực đô thị Văn Giang. Hạ tầng giao thông thuận tiện, từ dự án dễ dàng tiếp cận đến các trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị, sân golf trong bán kính dưới 1 km. Khu đô thị Vaquarius có các căn hộ thấp tầng, nhà biệt thự, nhà liền kề, căn shop house và tòa nhà cao tầng kết hợp trung tâm thương mại được thiết kế linh hoạt, đa công năng, đáp ứng nhu cầu an cư, kinh doanh và đầu tư. Các sản phẩm tại khu đô thị được chủ đầu tư Bảo Hưng và đơn vị tư vấn quy hoạch kiến trúc NDA Group của Pháp thiết kế, đảm bảo tối ưu công năng sử dụng theo phong cách kiến trúc Địa Trung Hải, kết hợp với các khu vườn trên cao và hầm riêng cho các căn hộ mặt đất. Dự án sẽ là điểm nhấn cho thành phố Văn Giang trong tương lai. Sáng nay, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Hưng Yên tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện Phố Hiến những trái tim hồng đợt 3 năm 2023. Ngày hội hiến máu tình nguyện năm nay đã thu hút trên 300 người tham gia, trong đó chủ yếu là đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố và cán bộ thuộc các cơ quan doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Tại đây, các tình nguyện viên được cán bộ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức khám sức khỏe, xét nghiệm máu và tư vấn sức khỏe miễn phí, đồng thời được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện, được nhận quà tặng. Kết quả, ngày hội đã thu được 256 đơn vị máu phục vụ cho công tác cứu chữa bệnh. Cũng trong sáng nay, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, cơ sở Khoái Châu phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Bệnh viện Việt Đức tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2023. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, chương trình đã thu hút hơn 1.000 đoàn viên, sinh viên cùng đông đảo viên chức, giảng viên của nhà trường tham gia. Kết quả, ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 1.000 đơn vị máu. Năm nay, trường dự kiến chia làm 3 đợt, phấn đấu thu được khoảng hơn 2.000 đơn vị máu. Qua chương trình đã góp phần đáp ứng nhu cầu về máu trong cấp cứu và điều trị của người bệnh, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và truyền thống cao đẹp, thương người như thể thương thân trong cán bộ, sinh viên nhà trường. Đây
lần thứ 6 em tham gia hiến máu rồi đấy ạ. Và em cảm thấy là mình cho đi thì mình sẽ nhận lại thôi ạ. Vì mình cho đi những giọt máu này thì như kiểu là mình sẽ giúp đỡ những người mà thiếu máu, giúp ích cho bản thân và cũng giúp ích cho mọi người. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.